Salut anh em. Mình đang khui thuốc. Mình đang bận khui cái gói thuốc rồi các. Rút kinh nghiệm cho các bạn là ăn cóc nha. Đừng xì mai cóc. Tại con cóc nó sẽ đánh càng ngày càng chậm dần đi, đừng có xem mai con cóc phí. Mà hãy xem mai con này này. Tại vì con sói giáp nó nhiều. Con sói giáp nó trâu lắm. Nó có 10 giáp con sói, một là xem mai người đá, hai là xem mai. Một là sợi mai người đá, hai là sợi mai một con sói á. Con cóc nó càng ngày nó đánh bạn càng yếu đi à, đánh chậm lắm. Mấy giây đầu, trong khoảng 3-4 giây đầu nó đánh mình đau lắm, càng ngày nó càng yếu đi à. Để sợi mai là để về sợi mai con người đá nè, con người đá nó khỏe lắm. Một đường thẳng tập hợp. Ông ăn cho nó lẹ. Bắt buộc con kia nó phải tay lên cho ông vậy. Mình khuyên các bạn mới biết chơi Darkin á, không thuần thục thì auto biến sát thủ bóng tối cho mình. Cứ auto biến sát thủ bóng tối là khỏe. Ra nào mày. 3 2 1. Ra. You are not worthy of me. Ra sớm hơn tí rồi. Ở auto biến Akin á, đừng có biến sát thủ bóng tối. Quên auto biến Akin nhầm. 1 đếm 2 giây rồi. What does Rost mean anyway? Obey. Kill it. Yeah. Vậy mấy đứa ơi. Ôi, đã hụt rồi. Nó đá chúng là sắp mặt luôn. À đá chúng AD còn tốc biến. Here we go. Oh, I do like this.
I learned from a young age to embrace the Đắc Kim nói vậy thôi chứ thường ai nói bạn là sát thương không đủ. Đắc Kim bạn cứ lên đam nhiều vào, bạn lên một món tan thôi. Cứ đục mắt đam, bạn càng lên tan bạn càng phế. Bạn cứ đục mắt đam cho tôi. Lên một cái giày tabi và một cái giáp tâm linh là bạn đã đủ châu bò rồi. Một cái giày tabi và một cái giáp tâm linh là đủ khỏe rồi, khỏe kinh khủng luôn. Nếu mà team bạn mà hết AP á, không có AP thì bạn lên giáp lịch sĩ. Còn có AP thì bạn lên đúng một cái giáp tâm linh là đủ rồi. Quá thừa. Underestimate me at your peril. Lucky them. Let there be sight. I am the weapon. You are the tool. Lies in the mind of men. Phải lên mình gank top để mình biến sát thủ bóng tối. Không nhìn mát hả ta? Mình lên mình gank tới đít rồi. Mình lên mình gank tới đít mà ông Top không chịu nhìn mát. Trời ơi, để cho gái nó chạy vô tới trong trụ luôn. Quả đấy ông Top không nhìn mát là xong rồi. Rồi nha. Giờ biến Đắc Kim cái là quái vật. Biến này con Đắc Kim cái là quái vật rồi. Tốt nó nhát, nó chịu lên tâm.
shadows, perhaps. Not so much. Quỷ rồi, không phải người đâu. Chống cho nổi. The undoing.
mua đồ. $5,200 chứ mua đồ. Chơi cái gì nữa. Nào nói Đắc Kinh thiếu đam đâu. Đắc Kinh đam to lắm ấy. Không đu vô thằng nào được. Không có đợi, không có chỗ đu vô. Mình phải đu vô được thằng nào cái đó. Tí nó cạp chế đồng. Ai chơi nữa trời. That weapon was so confining. Đủ mẹ. Tao mới bay leo lên mà đã đá tao xuống.
thuốc nè. Rồi luôn. Ín sẹt vô trùng rồi. Ín sẹt vô trong trụ luôn. Giờ lên cái vũ điệu tử thần nữa là bất tử. Team nó khống chế nhiều quá. Quần TF là khống chế liên tục luôn á. Sai lầm quá. Không có ulti cho gác được. Ulti cho gác được chui ra là đầy máu. Sai lầm khó chịu quá. À đâu có sai lầm mát khó chịu luôn. Boss bạn đánh tốt. Bạn nó được phết gà đâu. Shut down.
I survive eternity, they will die today, and the next, and the next. VTF là khó chịu quá. Giết nó trước. Má về con anh cũng ngục nữa. Năm trăm mấy. Chống hả? Cái năm được. Đó em.
không nổ Baron luôn. Đây đồ này anh nó Baron không nổi. Phải đao thiện anh mới canh được. Phải lên cái đao thiện anh mới canh được. Chứ mẹ nó gây CC không có đụng vô ai được hết. Nó chồng khống chế lên con quỷ chó gác, nó sai lần cái không xài được chiêu, chứ mình xài được, mình chỉ cần xài được cái ulti là năm thằng nó chết vậy thôi. Mình chỉ cần xài được cái ulti là mình ulti F giết con TF là xong, năm thằng nó chết. Mình chỉ sợ đúng con TF thôi, tại con TF nó tân liên tục, nó tân xong tí là nó tân tiếp, giết con TF được là xong, bất tử. Mà không giết được con TF là bỏ tay. Bây giờ năm thằng có bu vô chăng nữa mình quy ngáy mình cũng đầy máu à, máu ghê. Thôi được cái ban là vui rồi. Rồi nha, xong cây rồi. Thôi đi top đi. Chuyển lên đi top đi. Đánh cho xong cái chuỗi đã. Rồi đi ngủ. Sẽ đấu thua một trận. Mỗi trận đánh con tướng là thấy không, đâu đánh giống nhau đâu. Mỗi trận tôi đều đánh một con tướng, nói vậy chứ mà một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con, chín con, mười con. À, đúng rồi, 10 con, 11 con, 12 con. Quay lại bỏ con này đi, con này lên ga này đánh rồi đúng không? Đây, 13 con, 14 con, 15 con. Bỏ ra vét đi, 16 con, Riven 17 con, Nasus 18 con. 20 trận tôi đánh. Thì 18 trận là mình đánh mỗi trận một con tướng, chứ không phải là mình đánh